Xin chào các bạn. Thì hôm trước mình có làm một cái video về cái con common snapping. Thì hôm nay mình làm tiếp một video chi tiết về con alligator của mình. Đây chân dung của nó. Con alligator của mình thì đến hôm nay thì nó đã được hai mươi bốn xăng tỷ là tính ra lắm. Hồi lúc mình đem về tới giờ nó không lên xe, vẫn vẫn ốm nhom nhách không mập luôn. Đây cho mình chỉnh góc cam rồi. Đậu nó gai khá là nhiều, nó quậy quá mà. Con này cắn chúng khó chịu lắm đúng không? Đây đây như vậy đi, nhìn thấy hai con kia luôn. Thì cái mình làm cái video này để mình giới thiệu tổng quan những con alligator cũng như là những cái đặc điểm của cơ của nó cho các bạn dễ 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 hiểu, để cũng nắm rõ về về nó đó. Thì nhìn đây qua bên đó thấy luôn hai con kia, nhìn con này cuối cùng là dễ hình dung hơn. Đó là trước tiên là các bạn sẽ nhìn thấy được cái lưng của con alligator nè, nó gai của nó gồ gó luôn, ba hàng gai gồ lên rất là cao đó. Còn common với Florida thì không có, mai tụi nó bằng nhẵn. Cái thứ hai nữa là cái mỏ con ali nè, bạn thấy cái mỏ nó như cái mỏ chim nha. Cái mỏ như gì á là giúp cho nó, khi mà nó cắn vô cái con mồi á thì cái con mồi sẽ rất là khó để thoát ra, kết hợp với cái lực hàm rất là mạnh của nó thì sẽ cắn gây một vết thương rất là nặng cho con mồi nó cắn phải. Thì hai cái yếu tố này là giúp mình có thể nhìn ra được con Ali và con Common hoặc là Florida. Còn một cái yếu tố nữa là làm nên cái thương hiệu của Ali đó, là cái lưỡi nè. Đó các bạn có thể thấy trong cái miệng nó có cái lưỡi đỏ, nó ngoe 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 như con dung, để khi nó săn mồi nó nằm một chỗ, nó để cho rêu mọc trên lưng nó, rồi lá củ lá lá khô gì đó nằm đầy trên mình hết, nó chỉ hả cái họng nó ra rồi là nó đợi con mồi lại cắn cái con dung trong miệng nó, là nó cắn nó táp. Không biết á, một số bạn nuôi Ali và nuôi Common chung gần giống như là một người mà có nuôi hai loại đó thì chắc có thể người ta sẽ biết, nhưng mà những bạn nuôi Common sao hoặc là nuôi Ali không á thì có thể khó hình dung ra được. Đó là cái con Ali này á, cái da nó dày, nó dày hơn con Common với con Flo rất là nhiều nha. Da của nó rất là dày, các bạn đụng vô nó như đụng vô tảng đá vậy, bất cứ cái gì trên cơ thể nó cũng cứng cáp á. Florida với Common là cái phần yếm này mềm, rồi chỗ này là rất là mềm nè. Thì các bạn có thể nhìn tổng quan xung quanh không có gì khác so với hai đứa kia. Đuôi ít gai hơn thôi, nhưng mà vẫn có ba hàng gai. Thì nó cắn, nó táp ngay cái phập cái gì, nó rất là dữ nha. Xui xui mà nó đớp trúng một cái thì đi may mấy mũi luôn á. Và tiếp theo á là mình
Ông gà mình nghiên cứu rất 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 là nhiều về cái đặc tính của con Ali và cái cách nhận biết giới tính. Đây là có thể là một cái câu hỏi rất rất là quan trọng cho những bạn mà mới chơi hoặc là chơi lâu năm. Có nghĩa là người ta không có cách nào để phân biệt được cái con Ali đực, Ali cái vào cái thời điểm này. Tại vì các bạn nhìn nó y chang nhau, để mình mở flash lên cho các bạn xem. Đó. Đó, các bạn có thể thấy nó y chang như những cái con khác, con nào như con đấy, hoàn toàn không có một cái điểm khác biệt. Nhưng mà khi mà các bạn chịu tìm hiểu thì các bạn sẽ cảm thấy được cái sự khác biệt của nó. Đó. Cái thứ nhất á là đối với con Ali đực và cái size này á, thì các bạn có thể nhìn thấy được cái đuôi, cái phần đuôi này của nó hơi xa thôi, nó không xa lắm đâu. Nhưng mà cái chỗ này của nó nè, nó sẽ ụ ra khi các bạn cầm nó ở tư thế thoải mái á. Nên là các bạn cầm nó như vậy nè, nó như vậy nè, là cái tư thế thoải mái á, thì cái phần đuôi nó sẽ ụ ra đó, hoặc là cầm như vậy thì cái phần dưới này nè, trong cái tư thế mà nó buông thõng hai chân á, thì cái phần này của nó sẽ u ra. Bởi vì á, cái con Ali á mà so với con Common á, mình nói Common thôi nha, so với con Common á, thì á, con Common khoảng tầm size 12 á, thì cái cơ quan sinh dục con đực á, nó đã rất là rõ ràng, mình có thể nhìn một phát là biết ngay. Nhưng mà con Ali này lên tới tầm size 30, 30 á, cái cơ quan sinh dục của nó mới phát triển hoàn hoàn thiện, thì tới lúc đó mình mới có thể khả năng mình nhìn mình biết được. Chứ bây giờ, hiện tại bây giờ cái cơ quan sinh dục con này á, thì nó so với cái con đợ con common á, thì chỉ bằng tương đương với con khoảng C 7 thôi đó. Các bạn nhìn rất là khó biết. Ê, nó cắn cái chân nó kìa. Ngu ngu thật. Đây còn một cái yếu tố nữa, các bạn nhìn cái móng nè, cái móng con của mình không biết sao mà nó quéo gì nè, hai bên luôn, quéo như cái móng gấu rồi. Quéo cái đó không biết là nó gãy hay là do nó bẩm sinh là như vậy, nhưng mà cái móng này mình nhìn mình không thấy nó giống gãy đâu, tại vì nó gãy nó sẽ mọc tầm bậy lắm, con này nó mọc hai bên đều ngang nhau à. Ừ, quay lại với cái vấn đề được cái á, thì còn một cách để các bạn biết được con đực và con cái ở size này nè, các bạn chú ý nha. Các bạn cầm con Ali trong khoảng 2 đến 5 phút thì lúc đó nó sẽ thoải mái, cái tư thế nó là, có nghĩa là cái cơ này của nó nè, các bạn đụng lên là các bạn thấy cái cơ này của nó không có kênh cứng lên đó, nó thả lỏng ra đó. Thì đây là cái lúc các bạn thọt hai cái ngón tay bạn như đây nè, các bạn bóp lại đó, các bạn bóp lên nó sát nhất vào lên trên cái xương chậu của con Ali. Nếu như mà nó không có kênh cái phần cơ này lại á, thì các bạn sẽ đụng đụng được cái con chim của nó. Nếu là con đực thì nó ở đây, nó sẽ có một cái như là cái, các bạn cảm giác đụng giống như là đụng một cái cọng gân nhỏ nhỏ thôi đó, đụng một cái cọng gân ở trong nhỏ nhỏ khoảng tầm nửa ngón tay út mình thôi, tại vì lúc này là cái cơ quan của con đực này nó vẫn chưa có phát triển đâu, nó vẫn còn rất là nhỏ, cho nên là cái chuyện nó ù ra so với những cái con common đực á, gần như là không giống, nó vẫn lép xẹp, tại vì con chim nó lúc này nhỏ như cái đầu đũa vậy đó, nó không có phình lên được đó. Chỉ vì các bạn gờ vô đây nè, các bạn bóp bóp hơi 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 thôi nè, các bạn sẽ đụng, nếu đụng con, nếu con đực á, các bạn sẽ đụng một cái cọng gân, còn con cái thì nó không có. Mình có nói chuyện với một cái bạn bên nước ngoài á, bạn ấy chỉ á, lấy cái chai bôi trơn bôi vô ngón tay út mình á, vừa thọt vô luôn, thọt vô cái hậu môn con rùa luôn, nhưng mà làm như vậy rất là nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến đường ruột của con rùa, mình cũng không khuyến khích các bạn làm như vậy đó. Thì thứ cái vấn đề giới tính thì coi như là mình đã giải thích.
không gài những cái công trình nghiên cứu của mình thì nhiều đó đó. Các bạn có thể tham khảo về để bạn thử với những con xe lớn hơn lại càng dễ hơn. Còn xe nhỏ quá thì mình không không thể nào mình đón được đâu. Dưới 20 là không thể nào mà đón được đâu. Mình bảo đảm. Cho mình để nó xuống. Mỏi tay quá. Mỗi tay thật á. Đó. Còn về cái cái phân loại Ali á, mình giải thích luôn như vậy nè. Ali á, hồi đó giờ các bạn có nghe nói tới Ali là có ba phân loại phải không? Không phải kêu bằng phân loại mà là kêu gì? Kiểu giống như là bên của Chile á thì nó có common nè, flor nè, ấy common nè, Mexican nè, với cái con Nam 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 Mỹ á, kêu bằng Nam Mỹ á, không biết kêu tên tiếng Anh là gì, mình đọc dở lắm. Đại khái là nó có ba loại đi, ba loại. Thì Ali nè, hồi xưa tới giờ các bạn cứ đồn với nhau là có ba loại, nhưng mà thực sự thì nó chỉ có hai loại thôi nha. Hai loại thôi. Con này là Temiki và một con nữa là đặc trưng của vùng sông ở vùng sông của Nam Nam Hoa Kỳ là sông Suwan. Đó là tên gọi của nó, gọi luôn con Ali là con Ali Suwanee. Có nghĩa là con Ali chỉ đặc trưng của cái vùng sông đó mới có thôi, những cái vùng khác không có. Nó thì cái con Ali thường mình thấy ở đây á, điển hình là như vậy. Các bạn thấy ở cái phần hai cái gờ gai cuối cùng này của nó nè, thì cái của con Temaki á thì nó sẽ úp xuống, nó sẽ quặm quặm xuống như vậy nè, nó quặm xuống dưới như vậy. Còn của con Suwan á thì nó sẽ bẹt ra hai bên và nó câu lại, nó sẽ tạo ra cái hình, nó tạo ra cái hình như vậy nè. Đó, nó tạo ra cái hình như vậy nè. Và cái phần này nè, cái phần phần ghìa này của con Suwan là nó sẽ bè ra hơn của con Temiki, và đầu của kích thước đầu của con kia cũng to hơn. Cái đầu của con Suwan nó sẽ to hơn con Temiki. Đó thì cũng chỉ những cái đặc điểm đơn giản để nhận biết như vậy thôi. Còn một số cái nâng cao hơn nữa là các bạn có thể nhìn được cái hàm dưới của con Suwan đó là nó sẽ nhỏ hơn của con Temiki nha, nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái được bù lại là cái họng của con Suwan đó, cái miệng của con Suwan đó mở, kích thước mở được rộng hơn so với con Temiki, rộng hơn. Tại vì do cái phần này nè, cái phần dưới này nè của con kia nó nhỏ hơn, thành ra là cái kích thước cái họng lúc thả ra sẽ to hơn so với con này. Con này là Temiki, còn con kia là Suwan. Đó. Và cái phần đầu của con Suwan á, cái phần gai này nè, rất là ít nè, nó không có xù xì giống như con này đâu, mà thay vào đó là nó sẽ là những cái lớp sừng ở trên đầu á, lớp sừng hai bên má nè, sẽ rất là phát triển, tạo ra cái đầu của con kia á, nó sẽ như một cái trái banh nha, mà nó có đầy giáp ở trển nó, còn con này thì đầy gai. Nó đổi qua đổi lại như vậy. À, còn một cái đặc điểm cuối cùng nha, đặc điểm cuối cùng và quan trọng nhất để làm nên cái gương mặt ngầu của con Suwan là hai con mắt của loài alligator mà của Suwan á, thì nó thụt vô, nó không có lòi ra như của Ali Temiki, mà nó sẽ thụt vào trong. Các bạn có thể nhìn cái cặp mắt của con rùa đầu to Việt Nam là các bạn hình dung ra được. Cặp mắt nó không có lòi ra như vậy đâu, mà nó mắt nó nằm vô trong của cái xương sọ, thành ra là gương mặt của con kia nhìn lúc nào cũng ngầu, còn mặt này ngáo ngáo thôi rồi luôn. Thì mình cũng chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình biết về cái con alligator để cho các bạn có thể nắm được chi tiết và cụ thể nhất. Và các bạn nào mà mới chơi thì cũng có thể hiểu được đơn cơ bản về con Ali. Còn những bạn nào chơi lâu năm mà không có muốn nghiên cứu nhiều về nó thì cũng có thể tham khảo. Nếu thấy đúng thì các bạn ghi nhận, còn các nếu mình nói có thiếu sót hoặc sai gì đó các bạn có thể góp ý. Mình dễ lắm, ai góp ý mình mà thấy hợp ý là mình sửa liền.
Và cái cuối cùng đó là về cái con alligator này á. Đó là trong cái môi trường nuôi nhốt, là tức là các bạn nuôi trong bể kính à, nuôi trong hồ tự nhiên ở ngoài, có nghĩa là nó hồ tự nhiên, có nghĩa là nuôi hồ ngoài trời á, thì mình bảo đảm nha, mình bảo đảm 100% là cái kích thước đầu của con ali các bạn sẽ không bao giờ bằng với kích thước đầu của con ali ông nó bắt được từ ngoài tự nhiên. Cái này là người ta dẫn chứng rồi nha. Thì cái nguyên nhân á, là do các bạn không có cho nó săn mồi mà các bạn đút mồi cho nó. Thì các bạn hỏi mình cũng có một cái clip cho nó ăn á, các bạn cũng thấy thấy là nó táp con mồi rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là nó hả họng ra, các bạn bỏ mồi vô thì nó ngậm lại xong rồi nó nuốt, nó không hề táp mạnh một cú nào hết, nó không hề săn giống như là nó ở ngoài tự nhiên đâu. Ở ngoài tự nhiên nó sẽ há như vậy nè, con cá bơi vô thì nó sẽ cắn một với một cú cắn cực mạnh như vậy á, lặp đi lặp lại qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì cái cơ hàm của con ali ở ngoài tự nhiên nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ săn chắc hơn so với con ali nuôi trong hồ. Đó cũng ảnh hưởng một phần tới cái kích thước đầu, tại vì á cái đây nè, các bạn có thể nhìn thấy nè, ở chỗ này nè, nhiều bạn cứ lầm tưởng á đây là xương nhưng mà không phải nha, đây là thịt đó. Xương sọ của con ali nó chỉ có một chùm ở trên này thôi, trên này thôi, còn ở dưới cái phần gai á, chỗ phần gai phần cổ nó là cơ á. Cái cơ đó càng to thì cái lực táp con ali càng mạnh, cho nên á hổm gài mình tập cho nó là mình lấy cái ống, một cái ống nhựa khoảng hai ngón tay, mình nhử vô cho nó cắn xong rồi nó nhả mình bỏ ra, cái một hồi mình nhử cho nó cắn như vậy á sẽ tập cái lực cắn của nó. Nhưng cái ống nhựa các bạn nhớ là phải lấy ống nhựa mềm mà đừng lấy ống nhựa hoa sen, ống nhựa hoa sen nó cắn bể ống nhựa hoặc là mẻ mỏ nó, như vậy không nên, chỉ lấy ống nhựa mềm thôi. Ừ, thì mình cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm sơ bộ là như vậy, có nghĩa là về phân loại, về cách nhận biết giới tính, và cái tiếp theo nữa là cái một số cái bí quyết để mình nuôi con Ali cho nó đẹp hơn. Còn rêu ở trên mai các bạn không cần phải thích phải chà đâu, chừng nào dày quá thì chà, còn không không dày thì mỏng mỏng như gì thì thôi kệ nó, để cho nó ngụy trang và cũng giúp cho nó cảm thấy được thoải mái hơn. Nếu các bạn chà cái mai nó quá thì nó sẽ bị chết đó. Rồi vậy thôi nha, clip mình đến đây cũng kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay thì các bạn có thể like và subscribe kênh của mình. Cái kênh này mình tạo cũng rất là lâu rồi nhưng mà mình không có đầu tư vào nó nhiều. Hôm mấy ngày hôm nay các bạn cũng kêu mình làm clip này cũng như để phân tích một số cái loại rùa, thì mình cũng làm theo cái kinh nghiệm của mình, thì có gì các bạn cứ góp ý cho mình nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều, tạm biệt.